Trong ngày thứ hai ra mắt người tiêu dùng Việt tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, bộ ba xe ô tô VinFast tiếp tục gây bão khi lượng khách hàng đổ xô đến xem xe và đặt mua xe không có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự bùng nổ về lượng khách tham quan cũng như đặt mua xe bắt nguồn từ biểu giá gây sốc của VinFast. Theo đó, giá công bố chính thức của ô tô VinFast lần lượt là 1 tỷ 818 triệu đồng đối với mẫu SUV Lux SA 2.0, 1 tỷ 366 triệu đồng đối với mẫu sedan Lux A 2.0 và 423 triệu đồng đối với mẫu xe cỡ nhỏ Fadin. Nhưng với chính sách giá 30, không chi phí đầu tư, không chi phí tài chính và không lãi, cộng thêm chính sách khuyến mại đặc biệt nhân dịp ra mắt, giá xe giảm với mức chấn động. Cụ thể là mẫu SUV Lux SA 2.0 chỉ còn 1 tỷ 136 triệu đồng, mẫu sedan Lux A 2.0 còn 800 triệu đồng và mẫu Fadin chỉ còn 336 triệu đồng. Mức giá này chỉ bao gồm VAT, tức là mức giảm cao nhất lên đến hơn 680 triệu đồng. Để sở hữu mẫu ô tô VinFast, khách hàng cần ký thỏa thuận đặt mua xe với mức cọc cho mỗi xe Fadin là 20 triệu đồng, cho mẫu Lux là 50 triệu đồng. Xe sẽ được giao tới tay khách hàng vào năm 2019. Lux và Fadin là những dòng sản phẩm ô tô đầu tiên của VinFast. Anh thấy thì cũng được so với một phần khúc cảm nhận. Sơ qua thì mình chưa cho mở bên trong thì anh cũng không đánh giá được gì nhiều. Chúng anh thấy cái mẫu xe này nó cũng phù hợp đi với khối nhỏ đấy. Vì là nó cũng là nhỏ gọn và nó thiết kế cũng đẹp và nó làm nổi bật cái biểu tượng của chữ V của Việt Nam. Giá nói chung là khá hợp lý, nếu mà một cái chiếc xe như này kể cả là sau này bán giá 1 tỷ 8 thì khá là hợp lý so với các cái dòng gọi là tương tự trên thị trường. Anh cảm thấy thiết kế ổn, giá tiền thì thực ra thì còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà với cái giá khuyến mại thì anh nghĩ là hai mẫu xe Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 được phát triển dựa trên bản thiết kế do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Ở phần nội thất, đối với dòng Lux, VinFast và đối tác Pininfarina đã xây dựng lên không gian tiện ích cao cấp với trung tâm làm hình cảm ứng 10,4 inch cùng các tùy chọn hình nền là các danh lam thắng cảnh đặc trưng của Việt Nam. Đối với hai dòng xe Lux, khách hàng có 8 màu ngoại thất và 3 màu nội thất để tùy chọn. Đặc biệt, thay vì chỉ đặt những phiên bản đã có cấu hình cố định như hầu hết các xe đang bán trên thị trường, khách hàng VinFast có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình bằng các gói tùy chọn về truyền động, ngoại thất, nội thất, tiện nghi và các tính năng khác. Trong khi đó, mẫu xe Fadin được phát triển từ mẫu xe Karoq của Opel, một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức, theo hợp đồng chuyển nhượng công nghệ từ General Motors. Đây là một mẫu xe phù hợp di chuyển trong nội đô. Ngoài ra, Fadin cũng được trang bị các tính năng an toàn như 6 túi khí, phân phối được phanh điện tử EVD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng chống trượt TCS, chống lật ROM, hỗ trợ khởi ngang dốc HSA. Fadin có 6 màu sơn để khách hàng lựa chọn. Các bạn đánh giá thế nào về bộ ba xe ô tô VinFast, mức giá cho từng loại? Hãy comment ngay bên dưới clip của chúng tôi. Và đừng quên đăng ký, bấm chuông ủng hộ Auto Daily. Xin chào và hẹn gặp lại!